Bây giờ đừng bàn nó, bây giờ đi ăn chơi mà bàn nó mệt quá. Ăn mà bàn chết luôn. Nóng quá nó chết gì trùng quá. Thì bây giờ Bộ Y tế anh vợ bạn anh là nể lắm mới đi, chứ bình thường là bà ở nhà, bà cố thủ. Sợ ra đường đó, ra đường nó hồi hộp à. Đi xe bàn bả bà đi, còn đi xe taxi lạ bà không đi. Đó, đây bà ý. Trẻ mãi không già là vậy đó. Giống như rắc vậy. Chụp cái hình mà mình tắt lại. Đây Linh. Xong rồi cái thông chí đâu. Ai khủng bố. Bên này thì có ráp đi sướng lắm. Kêu cái mấy phút khó sướng. Bịt mà đang cưa nó cưa quỷ nó kêu quỷ bà mới chồng phải. Trẻ nữa. In ra gì. Đây đang đường gì? Đường không được tự Nguyễn Thị Minh Khai. Diễn tả dễ lắm chứ. Cái hôm này là Mạc Thị Nho hồi xưa đúng không chứ? Đúng rồi, Mạc Thị Nho qua rồi. À, nhà Tiên Lùng đó. Ừ, có cái nhà cổ đây như nó cũng bỏ rồi. Ừ, nhà mẹ, cổ bổ, nhớ không? Trời ơi, cái hôm nhà cổ trên kia. Nhà cổ bổ. Nhà đó là bồn hùng rau á, tao biết. Trên đường hẻm mấy hũ da ua, cái gần ngay cái đường hẻm nhà chị cắp vô mua cho mày mấy hộp kem da ua đựng nữa, hồi đem xuống tủ lạnh chị để biết chị ăn nha. Tự nhiên cái em thèm mua tù lưa trơn á. Sâm Ngọc trời Linh của bánh 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 mì dục chưa bố, hay là đem xuống dưới cho người ta ăn đi. Không để đó tối, để tao đói tao ăn.